Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Tối hôm nay là ngày 10 tháng 8, em muốn chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe, nhiều vui vẻ và luôn gặp nhiều may mắn cho cuộc sống cũng như là trong công việc của mình ha. Quay trở lại với cái video này, em xin phép chia sẻ và cập nhật một vài thông tin gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình, và cũng như là chúng ta cùng nhau chia sẻ về câu chuyện mẹ con nhà Cám, đặc biệt là mẹ cô Cám nha cả nhà. Cái video này chúng ta sẽ chăm sóc mẹ cô Cám nhiều hơn là Cám đó. Thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi, mẹ của Cám đó lên trên mạng, lên truyền thông trên một cái kênh YouTube của một anh nào đó, thì em xin phép là không có chia sẻ nha cả nhà. Mà phải nói là cái anh trai này nè, phải cảm ơn mẹ của Cám đã ngồi chịu khó ngồi phỏng vấn gần nửa tiếng đồng hồ để cho cộng đồng mạng cùng nhau thưởng thức và cũng như cùng nhau có một cái một bộ phim, đơn giản là một bộ phim cười, mà cười người ta gọi là nôm na gọi là cười ẻ đó. Cười ẻ đó cô chú anh chị, cả nhà biết cười ẻ không ạ? Thì thật sự mà nói là mẹ của Cám là một nghệ sĩ gạo cội, là người ta diễn xuất hay lắm, người ta muốn nước mắt lúc nào là có lúc đó cô chú anh chị. Bởi vậy mỗi lần đó, nghe bà nói đó, mỗi lần bà rớt nước mắt là rớt một cái nhà, rớt một giọt nước mắt là rớt một cái nhà, bà rớt 5 lần như vậy là bay 5 cái nhà cô chú anh chị đó. Và tiếp theo á, bà tiếp tục bà rớt nước mắt, bà rớt những cái giọt mà nặng nề hơn một xíu, những cái giọt mà nó có một cái gì đó có muối trong đó hay sao, nó nặng nặng một xíu thì rớt một cái là có lượng vàng, rớt là có ngân lượng, rớt là có lượng vàng của tuấn chị gần cả 1000 lần như vậy. Mỗi lần rớt một cái là một lượng, mỗi lần rớt một cái là một lượng, bà rớt 1 lần 1000 lần như vậy thì bà có được 1000 lượng vàng. Ghê thiệt, nước mắt bà tính ra cũng có giá trị với cô chú anh chị. Mẹ cô Cám, nước mắt mẹ cô Cám ghê lắm, sức quỷ nhập thần chứ phải đùa đâu. Thì chắc có lẽ là trong cái tháng 7 này giống như má Tư nói thì còn có khoảng vài bữa nữa thôi thì cái quỷ môn quan nó sẽ mở cửa, và những bạn bè của bà mẹ mẹ Cám á, bạn bè của mẹ Cám chắc có lẽ là tìm Cám để gặp trò chuyện tâm sự về chuyện thằng Điêu Đại Hiệp, chuyện Thật Xanh Lý Thông với cô chú anh chị. em nghe bà ngồi bà kể chuyện mà em mắc cười cô chú anh chị, không biết cô chú anh chị thì sao chứ hầu như là cả thế giới đều cười bả. Cười vì sao mà lại có một cái người lớn tuổi như vậy mà lại ngồi kể một cái bộ phim vô lý như vậy. Ai là người đạo diễn, có phải tự mình đạo diễn rồi mình là một người diễn viên hay không đó? Thì bả nói rằng á, đã hai lần có nghệ sĩ đã kề vô tai nói nhỏ với bả đó, là hầu như là sang tên cái căn nhà cho bà, và cũng như là cho con da, cho con Cám, mẹ con nhà Cám đó. Thì cô chú anh chị nghĩ đi, bà nói không, anh đừng nói vậy, anh nói vậy giống như là lời trăn trối vậy, em sợ lắm, em không có, em không muốn như vậy đâu, anh đừng nói như vậy, anh phải sống với lại mẹ con em là mẹ con em, thương anh dữ lắm, anh phải sống với mẹ con em. Trời trời, nghe nói mình nổi da gà. Cô chú anh chị cười ẻ tiếp tục lần thứ hai, tiếp tục cười ẻ lần thứ hai đó. Thì cả nhà thấy không, nhưng vì sao có nghệ sĩ lại nói như vậy, có đúng hay không, hay là chỉ là một cái trò bịa đặt, tự là đạo diễn, tự là mình diễn viên à? Cô chú anh chị, nếu mà có nghệ sĩ có những suy nghĩ như vậy, tại sao không làm di chúc và tại sao không tự nguyện đi sang tên cho mẹ con nhà Cám mà phải nói nhỏ như vậy? Ai biết, ai sẽ là người biết, trời biết đất biết, và chỉ có mẹ con nhà Cám biết. Tiếp tục cười ẻ lần thứ ba. Rồi cả nhà thấy không, rồi cái giấy khai sinh của Hồng Loan từ đâu ra mà mẹ con nhà Cám bảo rằng không biết. Em có nghe một cái đoạn clip bà nói là bà không biết cái giấy khai sinh đâu ra, vì sao? Vì cố nghệ sĩ đi làm và âm thầm đưa cho con của mình cất giữ, có thể là cất bên nhà chồng hoặc là cất ở nơi nào đó là kín đáo. Bà đâu phải lúc nào cũng 24/24 là bên cạnh có nghệ sĩ đâu cả nhà. Có những phút bà không có bên cạnh thì có nghệ sĩ lại âm thầm, ừ con ơi con à thế này thế kia, xung quanh con là toàn là hầm dữ không à, cọp beo không à, ghê lắm, quỷ dữ không à, con phải cẩn thận, đây giấy tờ nhà ở đây cha trao cho con giữ nè, nó cha đi làm, cha đi tỉnh rất là lâu, cầm khoảng nửa tháng, tháng 2 tuần cha mới về, thì con phải giữ giấy tờ nhà này, khi mà cha có hữu sự gì đó thì con
chính là đứa con gái duy nhất của cha, thì con phải có nhiệm vụ là phải bảo vệ những cái tài sản này, và đó sẽ là cái của hồi môn dành lại cho những đứa con của con sau này đó, từ đời này mà truyền qua đời khác theo quý cô chú anh chị đó. Thì đó, nghe cái đó thì có vẻ nó hợp lý hơn là cái bộ phim của bà mẹ Cám à, có lẽ là hợp lý hơn bà mẹ Cám nói hay cả nhà, đúng không? Em nói gì cũng có lẽ là hợp lý không cả nhà. Rồi tiếp theo một chuyện nữa thì bà nói á, rằng là bà sẽ chờ, mà chờ cái gì thì em không biết, nhưng mà bà nói bà sẽ chờ, hay là bây giờ là sống qua ngày chờ qua đời. Bà nói chờ, cứ chờ đi, từ từ rồi cháu sẽ nhừ. Bà nói chờ vậy đó, em nghe hoài luôn mà em không biết bà chờ cái gì. Em từ lúc giờ em cũng theo dõi cái câu chuyện này là từ đầu luôn của chú anh chị, từ khi có nghệ sĩ mà mắc nha là em đã có mặt rồi, và cũng như á, là khi mà bà đưa Hồng Loan ra truyền thông đó, mẹ con nhà Cám đưa ra truyền thông đó và lên kế hoạch bày mưu ủ mưu đó, thì lúc đó là em cũng có rồi cô chú anh chị, em có mặt rồi, và em cũng quay hình chinh mộ nè, rồi sau đó em về nhà em quay, rồi sau đó thì nói chung là quay tới cho tới bây giờ, tới hiện tại bây giờ. Thì em nghe bác kêu chờ chờ mà em chờ hoài em không thấy bà nói gì hết trơn á. Bà nói thì bác kêu chờ cái gì mà mình không biết, mình theo dõi rồi cố gắng mình cũng chờ theo bà, thì ra là tới bây giờ thì em mới biết. Bà nói là sống qua ngày chờ qua đời, thì ra là cái âm mưu của bà là như vậy đó. Cả nhà thấy không, thật sự tiếp tục là cười ẻ lần thứ tư, hồi nãy là lần thứ ba rồi, lần này là lần thứ tư của chú anh chị. Rồi em đọc cho cô chú anh chị mình nghe một cái dòng trạng thái của Bùm Bùm nè. Bùm Bùm có kể chuyện cho cô chú anh chị mình nghe nè. Dạ thưa, cái nết của gia đình nhỏ của cô mà bác gọi vào kêu sang tên cho mà cô nói thôi đi thì chắc mặt trời mọc ở hướng Tây đó. Nghĩ sao với cái tính nết của bà, mỗi lần mà rớt nước mắt cái là rớt cái nhà, mỗi lần rớt nước mắt là rớt lượng vàng, thì có nghệ sĩ kêu qua kêu sang tên mà bà từ chối thì cũng chuyện lạ đúng không cô chú anh chị. Thì chờ chờ người ta kêu qua sang tên mừng thấy bà mợ luôn ở đó mà thôi thôi anh ở sống với mẹ con em đi, anh nói như lời chăn trối với em thấy ghê quá, em thấy nổi da gà quá đúng không cô chú anh chị. Thật sự không thể nào tính được, đó chỉ là một cái bộ phim, đó chỉ là một cái kịch bản mà bà dựng tự là đạo diễn và bà cũng là diễn viên luôn mà bà khóc đó cô chú anh chị. Nếu cả nhà mình để ý không ạ, bà khóc mà sao mà em thấy nó giả tạo sao á, khóc mà không có một tí nước mắt nào hết, cứ gặn. Em nghĩ bà gặn mà không có ra nước mắt tôi chừng là dưới đất bà có xịt đó chứ không đùa đâu nha. Bà gặn để bà cố gắng bà kiếm nước mắt, nhưng mà có lẽ vì tuổi già sức yếu rồi nước nó không còn nữa cô chú anh chị, em không thấy nước mắt, không biết cô chú anh chị có thấy không, chắc có lẽ là tuổi già sức yếu rồi nước không còn nữa, trong cơ thể hết nước rồi. Nhưng mà nó có cái khác nha, nhiều khi là sau khi mà cái đoạn clip nó ghi hình xong đó, thì bà đi tắm chứ không đùa đâu nha, bà đi tắm đó, sau đoạn clip đó là không biết cái anh YouTuber đó anh có nhận ra anh thấy điều gì hay không, có thể là bà đi tắm liền sau khi mà kết thúc cái đoạn clip đó, đáng lẽ là cái đoạn clip đó gần cả tiếng đồng hồ lên chứ không phải ít đâu, nhưng mà thôi giữa chừng nửa tiếng thôi ngừng để cho bà đi tắm. Chứ em thấy bà cà gặn mà không có miếng nước mắt nào hết, mà cứ cầm giấy lao tới lao lui. Cô thật sự cô sẽ chờ, cô rất là bức xúc, cô hôm nay cô nói thẳng, cô nói hết, cô nói là chính là anh của cô đó là muốn giao cho cái căn nhà đó cho cô hai lần luôn, nhưng mà cô không có đồng ý, cô từ chối. Thật sự là nhất để cho pháp luật xử đi, chứ bây giờ cô hết khả năng, cô mệt mỏi quá rồi. Đó, rồi cả nhà thấy không? Rồi tiếp theo một cái sự kiện này nữa nè cả nhà, cái sự việc này nữa nè, nó rất là hay luôn nè. À, em nói ra cô chú anh chị mình hết hồn luôn nè. Bả đòi á là đem gì chủ quyền thất tổ về nhà thờ ha. Bả là nữ, người ta thường hay nói là nữ sanh ngoại tộc, đúng không cả nhà? Từ trước tới giờ thì em nghĩ giống như là bây giờ là cái lưu hương á, khi mà cha mẹ mình mất á, nhà mà không có con trai đó thì sẽ đại diện hay như thế nào thì em biết, nhưng mà thường á, là con trai cả hoặc con trai út sẽ ôm cái lư hương gọi là để tang với cô chú anh chị. Thì trường hợp mà giống như hôm trước thì Hồng Loan để tang là cũng hợp lý, ok, vì con gia đình chỉ có một đứa. Nhưng em lại thấy cái người ôm lư hương á và tấm hình á chính là hai người đàn ông khác hay cả nhà, thì em không tiện tên nói em không tiện nói tên
Đó thì cả nhà mình thấy không, từ trước giờ cái phong tục của Việt Nam chúng ta là như vậy, còn ở những nước khác thì mình không nói nha, nhưng mà ở Việt Nam thì như vậy. Ở đây á, thì khi mà bà nói về bà muốn đem cửu quyền thất tổ về để thờ để phụng gì đó, thì em lại có một cái suy nghĩ và tiếp em liền ngay lập tức em hỏi chị Google, tại vì chị Google là một người thông minh, chị Google là một người cái gì cũng biết, là một cái thứ gì cũng biết. Hỏi chị không biết là cứ hỏi lên chị Google là chị Google trả lời thôi. Thì em hỏi được chị Google á là con gái có thờ cửu quyền thất tổ hay không, thì chị Google mới trả lời cho em rằng á, về mặt nguyên tắc á, thì phụ nữ không phải là chủ của gia đình, chỉ họ được, chỉ họ nội, chỉ có họ nội được thờ cúng người con gái khi đi làm dâu nhà khác. Nếu có nhu cầu thờ cúng tổ tiên thì chỉ có thờ tại tâm, nghe cả nhà, thờ tại tâm, còn về mặt không gian vật lý không có chỗ cho chị ta làm chuyện đó. Đó, chị Google nói vậy luôn đó, em đọc lại nha. Về mặt nguyên tắc, phụ nữ không phải là chủ của gia đình, chỉ họ nội được thờ cúng người con gái khi đi làm dâu nhà khác. Nếu có nhu cầu thờ cúng tổ tiên thì chỉ có thờ tại tâm, còn về mặt không gian vật lý không có chỗ cho chị ta làm chuyện đó. À, chị Google trả lời rất là hợp lý đúng không cả nhà, nhưng cũng hợp ý đến cô chú anh chị mình luôn đúng không ạ? Nếu mà đúng cô chú anh chị mình cho em xin một like nha, một lượt chia sẻ nha cả nhà. Ở đây muốn nói á, là nữ sanh ngoại tộc khi mà đi làm dâu rồi á thì về một cái gia đình khác, người ta thường hay nói á, nữ sanh ngoại tộc à. Giống như bả là họ Võ đi, nhưng bà lấy chồng họ Nguyễn, thì gọi là người ta từ trong phim á cả nhà, em nói trong phim nha, thì người ta thường nói là nếu đã lấy chồng rồi họ Nguyễn rồi á thì sống làm con cái trong nhà họ Nguyễn, làm con dâu trong nhà họ Nguyễn, chết rồi thì làm con ma của nhà họ Nguyễn chứ không phải là họ Võ nữa đúng không cô chú anh chị? Cả nhà mình đồng ý với em điều đó mà. Sống khi mà lấy chồng rồi nha, mình tính từ khi lấy chồng rồi sống thì làm con nhà họ Nguyễn, còn khi chết rồi làm ma nhà họ Nguyễn thì làm sao có cái khả năng mà lại thờ cúng tổ tiên. Bây giờ cho dù bà có thờ đi chăng nữa thì tổ tiên làm sao mà dám về nhà bà ở, tại vì bên bên nhà của người chồng á cũng có tổ tiên, nhà ai thì người đó ở chứ mắc gì mà qua nhà người ta ở đúng không cô chú anh chị? Bây giờ mình nói cái người sống mình đi, không bao giờ, cho dù người ta có qua thì qua chơi thôi, qua ở ngày 2 ngày thôi chứ không ai ở 2 năm rồi đồng sở hữu. Bây giờ kêu tổ tiên của bên 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 nhà anh mình á, tổ tiên bên nhà họ Võ đó mà qua nhà họ Nguyễn đi, ai mà qua ở bên đó, nếu mà có rảnh thì nó qua chơi một xíu, người ta uống ly nước trà người ta về chứ ai đâu mà gọi là qua đó ở để cho bà thờ và cúng đúng không cô chú anh chị? Bà thờ cúng á, là để cho cái nhà của bà ở thì để cho thờ cúng tổ tiên của người chồng của mình á đúng không cả nhà, chứ ai mà thờ cúng của gia đình tổ tiên của cha mẹ mình nữa. Bên đây có người khác lo, có con cái ở bên đây lo chứ không cần tới bà lo. Mà bà nói cái câu đó thật sự đó là khác, bà tự nhiên cái bà đi trái ngược lại với cái thuần phong mỹ tục với lại cái tục lệ của ông bà ngày xưa tới giờ. Cả nhà nói em nói có đúng không ạ? Em nói sai cô chú anh chị mình góp ý cho em nha, tại vì tuổi của em thì cũng nhỏ thôi cả nhà chứ không lớn, nhưng em có tìm hiểu và cũng có hỏi chị Google và cũng có cha cha hỏi, và mình cũng có cách quan sát và cách học hỏi từ trước tới giờ, và cũng có đọc báo đọc truyện coi phim, thì nó cũng xem giống như vậy thôi chứ nó không khác gì đâu cô chú anh chị. Mình mỗi ngày mình đi đi một ngày đàng học một sàng khôn, mình biết cái gì thì mình nói cái đó, mình nói đúng chứ mình không có sai hai cả nhà ha. Đó thì chỉ cần tóm tắt như vậy thôi, cửu quyền thất tổ thì tất nhiên ai cũng có, nhưng con gái thì không phải là cấm thờ, nhưng muốn có thờ đó, ở đây người ta nói muốn làm dâu nhà khác rồi, nếu mà có muốn nhu cầu thờ tổ tiên thì trong tâm của mình có tổ tiên là được rồi, giống như là trong tâm chúng ta có Phật gì đó cả nhà, mình đâu có thấy Phật đâu đúng không cả nhà, bằng mắt thường thì mình đâu có thấy Phật nằm ở đâu, mình chỉ cái thấy pho tượng, ở tượng đó là Phật Thích Ca, tượng đó là Phật Mẹ Quan Âm, trong tâm mình có, mình thấy, mình nhìn cái pho tượng mình thấy
Phật ở ngự tại ở đó, thì tự nhiên trong tâm chúng ta có thì mình thấy Phật ở đó, chứ bằng mắt thường mình làm sao mình thấy được, đúng không? Đó, thì em muốn chia sẻ đến cả nhà mình cái những cái ý mà cái mẹ của con Cám, nó mẹ Cám muốn nói như vậy, cùng chú anh chị thật sự quá trời vô lý, và những giọt nước mắt của bà thật sự có quá là giá trị luôn. Nước mắt của bà rơi xuống là rớt một cái nhà, rơi xuống là rớt rớt một cái nhà, rơi xuống là một lượng vàng. Bà rơi cả ngàn cái lần, bà rơi 1.000 lần là 1.000 lượng vàng, bà rơi 5 lần là mất tiêu 5 căn nhà. Đó, cô chú anh chị mình thấy chưa? Và bà cho rằng á, mọi người cho bà, đặt cho bà cái danh xưng á, 6 bào 7 báo gì đó, bà rất là tự hào. Vì bà tự hào rằng á, là bà bào, bà báo anh bà, chứ bà không có bào báo ai cả. Đúng rồi, bà mày bào nhà người ta chắc bị đánh dẫn cái mỏ mà chạy về, chứ ở đó mà bào. Chỉ có người anh yêu thương em, mà chỉ có một một mình cố nghệ sĩ như vậy thôi, chứ em chưa thấy gia đình nào mà nó yêu thương như vậy. Như chính chị, người ta có thương yêu á, người ta có thương có yêu á, thì người ta cho ví dụ như tiền nhiều đi, cho mày 1 tỷ á, mày về nhà mày mua cái nhà, mày kinh doanh buôn bán gì đó, mày nuôi con cái, mày cho con cái mày đi ăn học gì đó, thì mày tự xây xỏ đi, tao giúp cho mày 1 tỷ đó, tao có tiền tao giúp đó. Còn có những người nghề khác thì người ta có tiền á, nhưng mà người ta chỉ cho mượn không lấy lãi, ví dụ vậy. Còn đằng này cho luôn, cô chú anh chị mình giúp biết bao nhiêu lần chứ phải 1 lần. Cô chú anh chị mình có gia đình nào mà cái người anh mà thương em như vậy không? Chỉ có cha mẹ thương con vô điều kiện thôi. Còn anh em á thì còn có vợ nữa, có chồng, có con cái người ta nữa. Nhưng cố nghệ sĩ thì lại khác. Ông là một ông hoàng hậu quản, và cái thời của ông hát á, là một cái thời gọi là vàng son, làm ra được tiền rất là nhiều của chú anh chị, nên ông không có suy nghĩ đắn đo. Chứ bà thử nghĩ đi, ông mà làm đồng tiền cực khổ rồi thử coi bà bào được hay không, bà bào được hay không. Bà bào thì bà bào cũng ít thôi, chứ bà bào bào tới bào sâu như vậy đâu, bà bào hơi bị sâu á, bà cắn hơi bị đậm á. Đó, thì thôi, đó là về cái chuyện của bà, bà thấy hãnh diện thì chuyện của bà. Nhưng đối với một cái góc nhìn của một người khán giả mà yêu thương cố nghệ sĩ đó, thì bà bào hơi sâu, bà cắn hơi mạnh á. Đó, bây giờ mọi người cũng đang chờ theo cái câu nói của bà mẹ, có mẹ Cám nè, cái câu nói của mẹ Cám á, là bà cứ chờ, bà kêu mọi người chờ thì mọi người sẽ tin lời bà và sẽ chờ, chờ bà sống qua ngày, sống qua ngày và chờ qua đời. Mọi người sẽ chờ theo ước nguyện của bà ha, cứ từ từ hưởng thụ đi, từ từ ha. Rồi, đó là những gì mà em muốn chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình đó. Và một thông tin cuối là muốn chia sẻ đến cả nhà mình đó, là Hồng Loan phải nói là quá là tuyệt vời. Ngày hôm nay chị Hồng Loan đi từ buổi trưa như cả nhà cho tới chiều tối luôn, 8-9 giờ chị Loan mới về tới nhà. Hôm nay chị Loan đi làm thiện nguyện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ các em mà gọi là bị thiểu năng đó cả nhà, đầu óc không được tỉnh táo, thiểu năng trong một cái môi trường, trong một cái trại gì đó, thiểu năng, giúp cho ta tặng cho mấy những phần quà, những cái bánh trung thu, và đó cũng là một cách để gọi là gieo duyên và hồi hướng cho ba của mình. Và ngày mai thì em tin chắc rằng chị Hồng Loan sẽ dành thời gian của mình lên trên mộ để thăm ba, vì những ngày tất bật và những ngày mà chị Hồng Loan phải lo lắng buôn bán và giấy tờ pháp lý đó cũng bận rộn. Em tin chắc vào ngày mai là ngày cuối tuần, là ngày chủ nhật, và một ngày đẹp chị Hồng Loan sẽ lên thăm mộ ba. Nếu đúng, cô chú anh chị mình đừng quên ha, đừng quên em nói nha cả nhà, đừng quên em nói là có đúng hay không. Tại vì em biết rằng á, là nhiều tháng qua thì em có theo dõi và cũng như là biết là chị Hồng Loan là người con rất là có hiếu, cứ cuối tuần là đi thăm ba. Trường hợp đặc biệt là bận dữ lắm thì mới là qua đợi thôi, đợi qua tuần sau hay như thế nào đó, chứ không thì chị Hồng Loan cũng là cuối tuần là cứ đi thăm ba thôi cả nhà. Mà lên thăm ba là phải lau mộ cho ba, lau bàn thờ cho ba, thắp hương cho ba. Và cái điều đặc biệt á, là không phải thắp hương cho ba không, mà là thắp hương cho dòng dòng những cô chú, những người đã khuất, những người đã mất và được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương, gần những ngôi mộ của ba, như là mộ của cô Thanh Kim Huệ nè, mộ của bác Giang Châu, mộ của bác Thanh Sang nè, và nhiều ngôi mộ khác đó quý cô chú anh chị. Đó, một điều khá là tuyệt vời ha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn mình đã quan tâm theo dõi. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình ở một cái video tiếp theo ạ. Cảm ơn cả nhà.